Rồi chào mọi người trở lại kênh nha. Nay mình chia sẻ cho bà con cô bác mình gần xa xem các loại hàng bãi ha. Đến từ các nước luôn nha bà con cô bác mình ơi. Ai có nhu cầu mua cứ tới cửa hàng lựa ha. Mình đây mình chia sẻ cho bà con cái địa chỉ 629 quốc lộ 1 phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân nha. Bà con có nhu cầu cứ tới mua ha và lựa. Ok thì lấy ha, chia sẻ với bà con cô bác cái địa chỉ cả nhà mình xem có ý nghĩa. Đây là một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực làm video cho cả nhà mình xem nha. Rất là nhiều ha, loại nào cũng có ha, máy cắt, máy cưa, máy hàn, máy hạ đủ hết ha. Chia sẻ cho mọi người xem. Ai có nhu cầu tới lựa nha. Anh em nào có nhu cầu tới lựa ha, hàng bãi, hàng nội địa bán các loại ha, chuyên bán các loại, mình chia sẻ cho mọi người xem. Khủng khiếp không, khui ra đó các loại luôn. Bà con cô bác xem. Ai có nhu cầu tới mua tới lựa ha, món nào cũng có hết, rất là nhiều, đủ loại hết trơn cả nha. Đầy đủ hết các loại luôn. Hàng bãi về đủ thứ hết rồi. Đủ loại trên ngang cả nhà. Đây. Kéo rồi ha. Cả nhà thấy có ý nghĩa, đây là một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trước thì bộ phận tất cả ha, các loại luôn. Nhớ cho mình một like, một đăng ký nha. Bà con thấy có ý nghĩa để lại một like ha, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực làm video cho cả nhà mình xem giải trí nha. Nè, rất xa xa cũng có nha. Đủ hết trơn ngang cả nhà. Tùy loại ha, tùy giá, bà con chọn lựa ha, thoải mái luôn. Rất nhiều ha. Ai có nhu cầu tới lựa đủ đâu. Kính thưa các loại mặt hàng bãi.
coi kìa. Úi trời ha, đây có cái gì. Không phải kịp, không phải kịp này. Phải kìm nên nó còn lại. Rồi mình chia sẻ một dòng, cả nhà thấy có ý nghĩa đây là một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha.